Còn với thành phố Hồ Chí Minh thì sức hấp dẫn đối với khách du lịch đó chính là sự đa dạng về văn hóa. Trong đó thì có lẽ là sẽ thiếu sót nếu như mà chúng ta không nói đến một loại hình nghệ thuật mà ngày nay giới trẻ rất yêu thích, đó là hip hop với sự sôi động và trẻ trung ạ. Vâng, và vừa qua thì tại Nhà hát Hòa Bình, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình quận 10 phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và cộng đồng cựu du học sinh quốc tế tổ chức Ngày hội Hip Hop Quốc tế Hip Fest 2023. Đây là sân chơi để các bạn trẻ trong và ngoài nước yêu thích hip hop kết nối, thỏa sức sáng tạo và lan tỏa văn hóa. Năm nay, với chủ đề Together We Shine, bùng cháy cùng đam mê, Ngày hội Hip Hop Quốc tế Hip Fest 2023 quy tụ 600 thí sinh trong nước và 120 thí sinh đến từ 14 quốc gia trên thế giới. Đây là một cái môn thể thao rất lành mạnh cho học sinh và sinh viên. Chúng tôi hy vọng rằng sang năm sẽ không phải là 30 trường mà là 300 trường. Đây là mơ ước của chúng tôi. Tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tham dự cái chương trình này. Ở mỗi nội dung thi đấu, vũ công, nhóm nhảy sẽ tham gia tranh tài ở các hạng mục Breaking, All Style Battle và Showcase Grill. Đầu tư về mặt nội dung, thỏa sức sáng tạo trong lối biểu diễn, các thí sinh đã có những màn tranh tài đầy kịch tính, hấp dẫn trên sân khấu Hip Fest 2023. Sân chơi này thì mang đến cho bọn em những học hỏi, những kinh nghiệm và bọn em có thể học hỏi với được những cái nhóm khác và được giao lưu với nhau để cùng phấn đấu và phát triển cho bộ môn nhảy. Cuộc thi năm nay nói chung là em thấy là rất là hoành tráng và tuyệt vời. Và cảm xúc của em thấy là có những bạn dancer bằng tuổi em nhưng mà nhảy rất tuyệt vời. Không chỉ là loại hình nghệ thuật giải trí, hip hop giờ đây đã trở thành bộ môn thi đấu chính thức tại Olympic Paris 2024, Ngày hội Hip Hop Quốc tế Hip Fest 2023 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ là bước khởi đầu thuận lợi tạo nên một cộng đồng hip hop đa sắc màu trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.